Dạ, xin chị tả lại cái lần bị bắt như thế nào. Cái trong cái này thì chị cần tả lại cái thứ nhất này là chị hoạt động cách mạng, chị nuôi cán bộ như thế nào. Thì trong những lúc đó thì sợ, chị sợ cả tiếng chó sủa, bởi vì chó sủa ấy là báo hiệu là quân địch nó sắp đến, và đến là có thể nó bắt gia đình lúc nào không biết. Cái thứ hai, tức là cái thứ ba nữa là chị bị bắt ngày 16 tháng 6 năm 63, và sau đó bị tù 8 tháng mà chúng nó không xử gì cả, mà nó vẫn tra tấn. Thì tra tấn nó dùng những thứ gì để tra tấn chị? Kể lại nhé. Ở trong thành phố Đà Nẵng, thế thì tôi là ở trong cái cơ sở của chị em mà yêu nước, tham gia cách mạng, cho nên từ đó thì chúng tôi có tổ chức với nhau để mà hoạt động bí mật. Thì từ chỗ chúng tôi hoạt động bí mật như vậy á, thì có những cái là liên lạc từ ở khu về và đấu tranh với địch. Thì có một hôm năm 1963 thì chúng tôi giết cái tên ớt ông mà ớt nhất ở làng Thanh Sơn, đặt lựu đạn vào trong cái xe đột nổ của hắn á, thì nổ quả lựu đạn hắn chết đi. Thế thì là địch nó tới nó vây, nó bắt tôi tại chợ Cồn và nó tróa ta tôi ngay chỗ cái hòn vở chợ Cồn. Thế thì sau khi địch nó bắt tôi và nó bắt một số anh chị em nông nữ thanh niên xuống đó nó tra tấn rất tàn nhẫn. Bản thân của tôi á thì là cứ 12 giờ đêm là nó đem đến nó tra tôi. Nó tra tôi thì bằng cái hình thức là cái điện á, điện magneto như thế này, nó để nó quay vô lỗ tai tôi, nó quay vô lỗ tai tôi thì tôi giật cái là ngã xuống. Giật rồi ngã xuống thì nó dựng đã dậy rồi, nó giật cái là ngã xuống như vậy đó. Và mỗi khi nó tra tấn như vậy thì nó bổ là phải lồm giấy viết khơ khơ là nuôi việc cạo thế nào và giết ốc ong thế nào, nó khơ khơ không thì nó đánh, nó tiếp tục nó đánh như vậy. Thì chúng tôi nhất định là không khơ, bởi vì cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, yêu đất nước, chúng tôi cam thù giặc tới mức độ cuối cùng, không bao giờ chúng tôi khơ bố và tuyệt đối bảo vệ cơ sở. Thế thì chúng tôi không khơ cho một ơ cỏ và chúng tôi quyết tâm là chống lại kẻ thù. Thì hắn tra chúng tôi á, nó bắt chúng tôi như vậy là tốn thắng, nó nhốt ở Tây Gia Lan rồi nó đưa đến Sa Linh Thanh Bình rồi nó đưa lên trung tâm cửa quấn, như vậy là tốn thân trời. Mà nó hỏa cung á, suốt là 12 giờ đêm thì nó là hỏa chúng tôi, cứ 12 giờ đêm thì nó đem ra nó tra nó hỏa chúng tôi, nhưng mà giật điện vô lỗ tai chúng tôi. Nhưng bên cạnh á, thì nó có để một cái anh thanh niên thì nó dùng cái thùng nước xà beng thế này nó trút vô miệng anh thanh niên đó và nó lên trên cái bụng này nó dặm cho xịt nước xà beng ra. Và bên cạnh thì chị phụ nữ để nó uy hiếp tôi. Tôi thì ngồi nằm ở giữa, nó đang hỏa cung mà hơ bên thì hơ người như vậy, thì nó uy hiếp mình để cho mình nó là sợ mà khở khơ sự thật. Thì cái chị phụ nữ nó nằm bay như vậy thì nó uống rượu sa vô, nó lấy cái chai bia thế này nó đập cái bếp thì nó thạc vô trong cửa mình chị đó. Nó nói mày không khơ thì tao sẽ lồm như hơ người hơ bay này, tức là một bên thì đổ nước xà bang và một bên thì nó đập cái chai bia vô nó thạc vô trong cửa mình như vậy đó. Thì cái tra cũng toàn nhẫn dã man của cái bọn Ngô Đình Diệm với lại hầu nó là Ngô Đình Diệm với Ngô Đình Cẩn á, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu trong cái thời năm 1963 đó. Thế thì quá trình như vậy là nó nhốt chúng tôi tóm thoáng, nhất định cương quyết chúng tôi không khơ bố và không khơ vỡ một cái cơ sở nào của thành phố này cả. Thì là tóm thân sau nó thả tôi về và không bắt được một người nào cả, chỉ nó nghi đăng cái số nó bắt một loạt thanh niên và tôi như vậy, rồi vô chúng tôi quyết tâm không khơ bố thì sau đó nó thả về. Dạ, chị kể lần thứ hai bị bắt thế nào? Cô Elizabeth có hỏi à? Dạ không, em hỏi. Thế lần thứ hai của tôi bị bắt là vào năm 1000 nhìn ở đây vào năm 1966. Thì trong nhà tôi á, tôi có nuôi cô dâu Liên,
Cô Dâu Liên thì cô Dâu Liên đó về quê đi ra thì là bọn công an mật vụ nó theo dõi, nó bắt cô Dâu Liên đó. Thế bắt cô Dâu Liên đó xong rồi thì nó về nhà khuya, nó đến nó bắt tôi. Nó bắt tôi là nó đấm cửa và chó sủa ghê gớm. Tôi nghĩ là cuối cùng là cũng phải để cho nó bắt thôi, bởi vì không đi trốn được. Tôi biết cô Dâu Liên nó về không ra, tức là trên đường sẽ bị là cái bọn mật vụ nó bắt rồi. Thế thì khuya hôm đó nó tới nó bắt tôi. Nó bắt tôi xuống á, thì tôi nó nhốt riêng, cô Dâu Liên đó nó nhốt riêng. Nhưng mà tôi á thì vô đề á, thì nó chóa cái đàn bóng đàn thế này, nó chóa vô hơi con mắt tôi không thấy đường, sáng rực như vậy. Thế thì nó chóa vô và nó bắt cầm cái viết với cái miếng giấy phở viết viết khơ. Thế thì tôi cũng cương quyết không khơ. Như vậy thì nó tra đánh đầu tiên là nó đem cái roa giống như roa cặt ngựa như vậy đó, giờ thế này thì nó quất dưới đít và nó quật lên đầu, nó đánh ghê gớm lắm, đánh lan chiên ra giữa nó. Và trong lúc nó đánh tôi như vậy á, thì bên cạnh tôi nó cũng đem hơn người ra nó đánh, là một người nữ và một người nam. Lần này á, nó tra tôi là có Cố Văn Mỹ đứng ở một bên, có tên Cố Văn Mỹ to như vậy đứng một bên và nhìn thấy để cho cái bọn ta sơ này tra đánh tôi. Thế nó đánh tôi như vậy là 21 đêm. Hơn 21 đêm đến cuối cùng á, thì ở trong cái bọn tôi, bọn cung tôi vẫn không chịu một cái gì cả. Nó bắt buộc tôi á, là phải chịu lọt với việc cạn và chở vũ khí vào thành phố. Thì tôi không bao giờ chịu cái điểm đó. Thì nó bắt đầu, nó lấy kim, nó đâm mấy cái ngón tay này, nó để 10 cái bàn tay thế này, nó đâm mấy cái ngón tay này. Nó đâm, nó bổ cái tay này á, mà viết vào cái bọn không đúng á, thì sẽ tiếp tục đâm mở trên ngón tay này. Buộc là phải viết, phải chịu là việc cạm VC thì mới được. Thế mà tôi nhất quyết là cũng không chịu. Cái tinh thần yêu nước của chúng tôi cực độ và phẫn uất cái kẻ thù, uất cái kẻ thù. Bởi vì hàng ngày là bom đoạn xương máu của dân tộc tôi tiếp tục cứ diễn ra mở trước mắt chúng tôi. Cho nên cái làng khẩm phẫn uất của chúng tôi cực độ, không bao giờ chúng tôi khơ cả. Thế thì đến cái lần tra nữa, nghĩa là nó cột hơ cái nướng vú tôi bằng dây điện rồi nó rị ra như thế này, nó căng là nó giật như vậy thì mình ngỏ ngửa ra rồi ngầu dậy là nó như vậy đó. Nếu không khơ thì sẽ tiếp tục ra như vậy. Thì luôn luôn hơ bên có hơ Cố Vấn của Mỹ. Thì khi cái lần tra tới cái đêm thứ 21 như vậy là xuất hiện thêm một Cố Vấn của Mỹ nữa, tức là hơ người đứng hơ bên. Còn ta chân bộ họa của nó thì tra đánh. Nó cười rất là sung sướng. Nhưng mà chúng tôi tuyệt đối không khơ. Từ chỗ đó thì nó đưa tôi nó nhốt Ti Gia Lan ra đánh rồi ra tới Thanh Bình, thẩm vấn Thanh Bình rồi đưa lên kho đoạn nhốt tôi 6 tháng. Thì nó thả tôi về bởi vì tôi tuyệt đối không khơ bố và giữ bí mật, không lộ cơ sở và không khơ cho một chị em nào cả. Từ đó chúng tôi về tiếp tục hoạt động trở lại cho đến ngày thành phố Đà Nẵng được giải phóng. Đến năm 1975, đến năm 1975 thì khi mà mình đánh Quảng Trị, bọn hắn thua rồi thì tất cả nhân dân ở Quảng Trị và Huế thì chạy vào đây, chạy về tập trung ở thành phố đây. Và ở mặt trận phía Nam á, tức là ở Tây Nguyên á, thì nó cũng thua, cho nên toàn bộ cái quân của Mỹ, của Ngụy á, thì nó tan rã. Ở trong hàng ngũ quân đội nó vẫn rũn tay và muốn bỏ súng và tìm đường để đi. Thế thì đến á, chúng tôi là những người hoạt động cơ sở ở thành phố thì nhìn thấy cái nhân dân họ đương nô nức về cái chuyện là thua chỗ này, thua chỗ khác. Họ thấy là tất cả đều kéo về thành phố đây á, thì nhân dân họ rất là bòn tóm và họ đã thấy là cái thắng lợi vẻ vang sắp đến, cho nên là tất cả người ta đều phấn khởi. Mà nhất là quân đội của Mỹ, của Ngụy là rất là lo, tập trung về thành phố đây đông ngạt. Thế thì đến 29 tháng 3 năm 1975 á, là bản thân chúng tôi là những người đã chuẩn bị ma hàng 200 lá cờ giải phóng á, để mà chuẩn bị giải phóng thành phố. Thì khi mà chúng tôi chuẩn bị như vậy á, thì chuẩn bị đâu vào đó cả, thì cái đoàn xe 18 chiếc xuất hiện ngay tại cái đường Hoàng Diệu, là ngay tại ngõ tôi đó, để về trong quê đóng các anh lãnh đạo, là trừ có anh Võ Chí Công rồi đó, tất cả các anh lãnh đạo về thành phố đây để lãnh đạo cái giải phóng thành phố. Thì hồi đó thì nói chung là
quân của Mỹ, của Ngụy, hắn lên máy bay hắn đi không được, cho nên hắn chỉ đi được một số tướng tá, rồi còn bao nhiêu hắn ứ đạn tại đây, và cái số mà nó xuống tàu nó đi đi cũng không được, bởi vì mức độ anh chở có ít thôi, chứ lồng răng anh chở hết nhân dân đi được, cho nên bao nhiêu cái ứ đạn đó thì họ ra hết ở ngoài đường, và cờ của chúng tôi mai á thì ảnh trương lên, treo treo lên, nhân dân họ lái họ họ phất phới đi để họ đón quân đội giải phóng, thì họ đón xe tang đó, xe tang thì xe tang của mình vô như vậy, chỉ có một anh bộ đội giải phóng ngồi trên nó giơ cái cờ phất phất như thế này, thì hai bên đường họ vỗ tay, họ quân hô, và quân đội của Mỹ Ngụy nó toan rã tại đó, thì bắt đầu nó cởi ố, cởi quần, cởi dép, nó chắc ở ngoài đường như núi thôi, chắc từ đống đầy như vậy, thì cũng hô khẩu hiệu là đón quân, đón mừng quân giải phóng thành phố. Thì cái quần chúng nhân dân người ta rất là nô nức phấn khởi, trong 24 năm liên tục là có chiến tranh, cho nên đến ngày hòa bình thì không có thể tỏa được cái sự vui mừng của người dân thành phố Đà Nẵng, có thể nói như vậy. Thế thì nhân dân họ ra hơi bên đường, họ đóng, họ đóng xe tang vô, và họ mừng là họ bồng anh bộ đội họ đưa lên như thế này, và họ giơ ta, họ vẫy ta, họ chồ, và họ đóng cái cây cờ giải phóng. Thì quân đội của Mỹ Ngụy thì ảnh toan rã, súng thì ảnh bỏ cả đống này, ố quần dài dép thì ảnh toan rã đó, rồi ảnh bận đồ xa viên vô, và ảnh cũng cùng ra, các ảnh cũng cùng ra đón với chúng tôi như vậy vậy đó. Thì cái cảm tưởng của tôi thì cái ước ao mang muốn của phụ nữ chúng tôi, riêng bản thân tôi mà nói chung của phụ nữ thành phố Đà Nẵng, là 24 năm trong Mỹ chúng tôi, sở dĩ chúng tôi tham gia cách mạng bởi vì luôn luôn dân tộc chúng tôi khổ đau, xương máu con em chúng tôi tiếp tục đổ, từ nông thôn chúng tôi bị đánh phá, đòn ốc Mỹ nó đổ vô đây, rồi nó vô nó phá ở nông thôn, nó cài ủi xóm lòn, không còn cái gì cả, thì nhân dân tập trung ra thành phố đi lồm ta sơ cho nó. Thì cuối cùng á, thì đến ngày thành phố giải phóng thì cứ vui mừng, không lồm sâu mà nói lên cho hết được cái nỗi lòng của người phụ nữ thành phố Đà Nẵng, là cái ngày mừng vui nhất của chúng tôi là ngày thành phố Đà Nẵng được giải phóng.